Sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố và Sở Tư pháp thành phố nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Tại buổi làm việc, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2023 của thành phố Đà Nẵng. Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tách tổ dân phố trên địa bàn quận Cẩm Lệ, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, biện pháp ngăn chặn trên hệ thống cơ sở dữ liệu công chúng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó là hai báo cáo thẩm tra chung và báo cáo về nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023.